Hello, xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Hôm nay là ngày thứ năm. Có người mình cảm thấy mệt mỏi cho nên mình xin về nửa ngày, xin về nhà nửa ngày. Nó đang trên đường tới ngân hàng các bạn. Thì có biết sao không? Tối nay có người mình như cái nhiệt độ điện. Đi ra ngoài bóng Dustin thì cái chiếc khóa xe của mình là Dustin ông lấy ông để trong xe, trong hộp xe, cục xe. Tới khi về thấu nhà rồi ông lấy chìa khóa của ông đem vào, con chìa khóa của mình ông để trong cục xe. Thì hôm qua vì là không có chìa khóa xe cho nên mình không đi làm được, là mất một ngày rồi nè, nghỉ một ngày. Hôm nay đau ốm nữa, chảy mũi nước rồi họng viêm họng rồi kiểu những cái triệu chứng như là bị Covid vậy các bạn. Như đi lộn đường rồi, đang đi trên đến ngân hàng đi lộn đường lại xe quay chơi. Thì như mọi người thấy tình hình thế giới điên đảo ha. Giá xăng lên vùng vùng. Tôi nói từ trong 2-3 tuần thôi mà nó lên $1 một gallon rồi các bạn. Tôi nói khổ dễ sợ, dân đen khổ luôn, cha mẹ cái thằng đau trâu mặt ngựa, cái thằng này ở trên lãnh đạo á. Thì các bạn thấy giá xăng mà như thế này là biết sao không, ở bên Việt Nam người nào có xe hơi là có vẻ như là đập chiếu nằm ngủ cho xe rồi đó. Mình thấy bữa nay cái phong trào mua xe hơi bên Việt Nam nó rất là mạnh mẽ ha. Ai làm mình cũng biết nữa, không biết người ta có thật sự giàu có không, phải đầy giá thì nói rồi các bạn, người ta mua xe hơi người ta đi có công việc rồi này nó nói rồi. Còn mấy người mà mình thấy nhiều khi giáo viên cũng mua xe hơi rồi làm ăn buôn bán mà với nhiều khi mua xe hơi để mà chạy tăng đi chơi thôi, cũng mua không biết tiền đâu ra giỏi. Trong khi xe hơi bên Việt Nam là nó mắc cấp 2, cấp 3 bên Mỹ lần, tại vì cái thuế này thuế nó nghe này thuế 100% lần, nó mắc cánh hoang lắm. Vậy mà thấy một số người mua xe chạy hình như mua xe là giống như một cách thể hiện để cho mình giàu có phải không. Rồi mình thấy đã một số người là mua xe mà để mà đi lừa đảo, để cho người ta nói là đại gia giàu có để mà đi lừa đảo. Mình thấy bữa nay như vậy cũng nhiều ha. Ta nói mình với ông Dustin đang nói với nhau là xăng mà nó lên $5-6 một gallon là bắt đầu hai đứa đi làm công xe. Mà tôi nói ông Dustin ông thường đi làm sớm hơn mình là một được mình một tiếng đồng hồ luôn. Mình không muốn đi làm sớm cho nên không biết làm sao đây nữa. Nói chung chỗ làm của mình thì gần hơn chỗ làm của ông, mình ít lái xe tăng tăng cho nên tổ xăng cũng ít. Nếu con ông Dustin hả trước kia hả, tôi nói cứ lái xe tăng đi quấn cho vui vậy thôi các bạn, tốn xăng dễ sợ lắm. Bởi vậy mình nói thời đại này ở Việt Nam ai có xe đạp là lấy xe đạp ra chạy cho rồi, chạy đâu cần mà chạy xe đạp được, chạy xe đạp đi giống như kỳ xưa vậy á. Thế giới việc tương lai ra sao đây được các bạn thấy nguyên liệu khí đốt bữa nay nó khan hiếm, bởi vậy phải tranh nhau chiến tranh. Thì bình thân là mấy bữa nay mấy năm nay á mình với ông Dustin tiền dành dùng để trong ngân hàng thôi, chứ không bỏ vào mấy cái tài khoản nghỉ hưu để mà đầu tư các bạn. Thì nói để khoảng 2 năm rồi có tiền rồi bắt đầu mua nhà. Mà tình hình này giá nhà nó cao quá, không biết đời nào mua được. Thì bắt đầu bữa nay bỏ tiền vào tài khoản nghỉ hưu để bắt đầu đầu tư cho rồi. Nói chung đầu tư thì mình không biết nhiều về đầu tư, mặc dù mình là kế toán nha. Kế toán làm với con số con đô này nọ, nhưng mà về cái mạng đầu tư thì mình không có run nhiều. Cho nên là mình đã học từ ông bố mì của mình, ông rất là giỏi cái việc đầu tư chứng khoán này nọ thế kia. Nói chung con người mình không có
không có giỏi cái chuyện mà làm ăn, các bạn làm cái gì cũng sợ thua lỗ hết, cho nên là không dám. Tại vì tiền mình làm ra cực khổ quá, cực khổ tiếng phải quá gì là cực khổ, nhưng mà cái số tiền tiết kiệm của mình là tiết kiệm được thì nói chung nó cũng phải dễ dàng. Cho nên mấy năm nay cứ giữ tiền trong ngân hàng trong làm cái trò gì hết. Bữa nay bắt đầu hôm qua mình mới chuyển mấy ngàn đô, mười mấy mấy ngàn đô bên này một năm á, mà giống như Roth IRA hay là mấy cái tài khoản nghỉ hưu mà ấy thì năm 2021 lên người ta cho bỏ vào 6 ngàn đô một người. Còn cái tiền mà các bạn bỏ vào mà thông qua chỗ làm của mình là khác nữa nha, thông qua chỗ làm nó khác nữa. Bởi vậy các bạn biết, sinh ra trong những cái gia đình mà những cái gia đình khá giả là tiền bạc rủng rỉnh, là tiền đẻ ra tiền. Còn mà đẻ ra trong một cái gia đình mà kiểu như nghèo nghèo nghèo, các bạn không ai dạy cho mình, không ai dạy cho mình cách đầu tư về ấy, tiền bạc đó là nghèo vẫn hoang nghèo các bạn ơi. Nó nói khổ lắm. Ở bên Mỹ này á, các bạn muốn bỏ cái bỏ tiền vào ngân hàng hoặc là ngân phiếu bỏ vào ngân hàng tài khoản của mình á, thì các bạn lái xe qua cái này thôi, không cần đi vào trong. Những cái này gọi là cái drive through. Những anh chị ở Mỹ đó thì ai cũng biết cái rồi, mình chịu để cho các bạn ở bên Việt Nam biết một 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 ít về cái ngân hàng ở bên đây thôi nhé. Thì mình không có muốn đi vào trong, mình lười, cho nên mình sẽ bỏ cái chi phiếu này vào. Thì nó có ở bên này người ta có cái hộp như thế này các bạn, mình bỏ cái chi phiếu vào với bỏ cái thẻ lái xe của mình vào, mở ra như thế này, mỗi cái hộp nó mỗi khác các bạn ơi. Đó, mở ra như thế này mình bỏ vào thôi, bỏ vào sau đó bỏ lên cái này. Bấm cái nút đó, cái đó nó ấy lên, nó có một cái ống nó sụt lên. Sau đó khi mà cái người nhân viên ở trong kia người ta tới phía mình rồi á, thì người ta sẽ hỏi mình bỏ vào tài khoản nào này nó thế kia. Sau đó người ta gửi ra cái receipt cho mình, cái hóa đơn cho mình. Sau khi người ta ấy cái ấy vào rồi thì mình lấy giấy tờ của mình lại. Mình lấy giấy tờ của mình lại rồi là xong. Bây giờ về nhà. Nhà cửa nó dơ bẩn các bạn ơi. Nói anh cha đất tính à, chui nhà chui cửa cái kiểu gì mà gượng cuộc. Thì mọi người thấy trong cái thời đại khó khăn này á, xăng dầu nó tăng như thế á, thì những cái người mà sống tiết kiệm mà có ít tiền tiết kiệm á, lại đỡ lo hơn những cái người mà cứ có đồng nào là sao đồng ấy, cứ làm về là có tiền là đi mua sắm đồ hiệu rồi mua xe sang mà chạy. Mình nghe một số câu chuyện có cái anh chàng nào đó mà làm lương một tháng gì đó 10 triệu các bạn, mà tiền mua xe hơi chạy, nghe nói tiền trả trả hàng tháng mà cho chiếc xe hơi đó là 7 triệu mấy rồi, đó là chưa tính tiền xăng nữa nha. Thì mình hỏi các bạn lấy gì mà ăn như vậy mà con đeo bông đi mua xe hơi chạy cho sang. Trời ơi, mình biết các cái thời tiết Việt Nam á, có xe hơi chạy là quá quá sướng rồi.
Tại bây giờ nó mưa thì nó mưa mưa rất là lớn, còn nó nắng thì nó nắng né đầu, cho nên có xe hơi chạy rất là sướng, nhưng mà cũng phải biết biết liều cơm gắp mắm chạy cho sướng rồi, tới khi thất cơ lỡ vận nó có cái mà bỏ vô mồm. Bên Mỹ chiếc xe hơi là cái phương tiện giao thông, cái phương tiện đi lại chính thôi, còn có xe hơi là giống như cục cục chân vậy. Còn bên Việt Nam xe hơi nó giống mà thấy nhiều người mua chơi chạy cho vui vậy, thế mà khỏe khoắn thôi, chứ có thấy đi xe máy còn còn chạy ai đâu, nó giống nó cực hơn chút, nhưng mà lại tiết kiệm tiền. Bữa nay mà xăng dầu cái kiểu này tao nói đắp xe cho nằm nó nằm chơi thôi, lâu lâu đi ra ngắm thôi. Còn mà kiểu mà lái xe mà đổ xăng cái kiểu mà bên Việt Nam giá xăng hiện giờ thôi thôi chắc chết. Mình thấy có một số người Việt kiều các bạn là về Việt Nam lấy vợ thì cũng đeo bông mua chiếc xe hơi cho vợ chạy để chở con đi chơi vào cuối tuần này nọ, mà trong nhiều cô lại Việt kiều là nhiều khi cũng không làm việc này các bạn, ăn rồi ngồi ở nhà chơi với đời chung gửi tiền về ăn chơi cho sướng thôi, có xe hơi chạy thôi, cho con cũng có người làm ăn, nhưng mà thấy đa số cả cô gái lấy chồng Việt kiều thấy đa số có làm việc gì đâu. Thật là mấy cái ông Việt kiều ở bên Mỹ với bên mấy cái nước phương Tây tình nói nơ nơ gì đó mà lấy mấy cái cô đó và mà về mà cống phụng cho mấy cô đó, rồi con cống phụng cho nhiều khi cống phụng cho gia đình mấy cô đó nữa. Bên Mỹ thì làm cay chứ ba nội luôn, tới phải gửi tiền về Việt Nam. Mà các bạn biết cái khoe khoang, cái kiểu mà khoe khoang sao không, gửi tiền mà dùng Western Union á, mà đăng lên Facebook mà khoe, mà các bạn biết một lần mà các bạn gửi gửi tiền Western Union là cái nó cho các bạn 10 con số để mà các bạn đưa cho người người nhận để mà tới mà nhận. Như vậy mà đưa đưa mấy con số đó lên mạng xã hội khoe luôn, rồi có thêm tên họ của người nhận người gửi, rồi rồi địa chỉ của người gửi nữa. Mình xem mà mình cũng lắc đầu luôn, mình nghĩ trời ơi khoe khoang tới cái mức đó mà tao hỏi là cái thằng nào mà nó giỏi công nghệ thông tin ở thời đại này nó làm giả giấy chứng minh thì mấy thôi, nó làm giả rồi nó tới nó nhận, mà chắc mình nghĩ chắc là nhận rồi mà đem lên khoe, cho chưa nhận chắc nhận khoe đâu, nhưng mà có nhận rồi hay chưa nhận gì đó thế mà cũng đem thông tin cá nhân lên trên mạng mà đăng là không có tốt. Bởi vậy cái tính khoe khoang nhiều khi nó có thể làm hại con người mình. Dân giá xăng hiện tại ở tiểu bang ở thành phố của mình các bạn là 4 đô 25 sen. Trước khi mà có chiến tranh á, khi mà ông Biden vào cầm quyền cái là không biết sao nữa, xăng dầu nó cứ tăng vu vu vu. Mình để ý mỗi lần mà cái đảng Dân Chủ lên là xăng dầu tăng, mà trong mình không rành chính trị lắm cho nên mình cũng giảm bình luận. Nói chung là không biết đảng Dân Chủ nó muốn làm cái gì để mà để cho tốt môi trường hay sao á, cho nên nó mua xăng dầu ở nước khác, cho nó không có khai thác xăng dầu ở ở Mỹ. Tại vì nghe nói tiểu bang Alaska của Mỹ xăng dầu đó cũng nhiều lắm, rồi có mấy chỗ khác cũng có, nhưng mà không biết sao nữa. Mình cái đó mình biết cho nên mình không bình luận, mà nhưng mình để ý một lần đảng Dân Chủ lên cầm quyền là giá xăng nó rất là cao. Mình thì mình đứng trung lập, mình không ủng hộ Dân Chủ mà mình cũng ủng hộ Cộng Hòa, tại vì mình rất là ghét chính trị các bạn. Mà cái thời điểm này là tôi nói ngày nào cũng nghe chuyện chính trị, chuyện chiến tranh bên bên Ukraine hết, đau đầu mình lỡ luôn. Tại vì một lần mình nghe thấy mấy cái chuyện đó là mình đau đầu lắm các bạn, mình thấy buồn buồn mà đau đầu. Mà người Mỹ họ rất là thích nói chuyện chính trị nha, mình đã rất tính trong mình á, đêm nào cũng nằm ôm cái máy nghe chuyện chính trị, đêm nào cũng vậy hết. Còn mình thì ôm máy coi phim thôi, mệt lắm chính trị mấy cái thằng tai to mặt lớn toàn đồ trâu đồ chó chửi quá nhiều, mà thật sự mấy thằng đó là đáng chửi các bạn. Mình về thảo nha rồi.
Mệt quá, người nó hơi nóng sốt rồi chảy mũi nước rồi viêm họng. Hy vọng là không phải bị Covid các bạn ơi. Ngày mai thì chắc là có lẽ là mình làm việc ở nhà. Mà một lần mà như thế này mình nóng sốt mà chảy mũi nước là mình rất là ghét. Tại vì mũi hoài nó bị khô, cái lỗ mũi nó đau luôn các bạn. Thiên nhiên bữa nay thời tiết hôm nay thời tiết cũng nắng đẹp. Hy vọng là mùa xuân sắp tới rồi cho con mình thật sự mình không muốn thấy tuyết nữa. Nó lạnh mà nó trơn trượt. Nói huyên thuyên hồi nãy giờ thì cái mục đích chính của cái video này là mình muốn nói về cái chuyện mà nhiều người mua xe hơi ở bên Việt Nam mà không biết sao mà người ta có tiền người ta mua nổi, thật sự là hay ho các bạn. Thì mình nghĩ chắc là nhiều người cũng trả góp. Ở bên Mỹ này xe hơi nhiều người cũng trả góp thôi. Vợ chồng mình thì mua xe cũ thì trả một lần. Tại vì vợ chồng mình có tiền tiết kiệm cho nên trả một lần, mà các bạn trả góp và là các bạn phải trả tiền thuế, không phải tiền thuế mà tiền tiền interest, tiền tiền lời tiền lãi cho một ngân hàng. Đó, mà cái gì mà trả góp cũng là cao hơn mà mình trả một lần thì là dĩ nhiên rồi. Mà thật sự mình những cái người mà người ta làm mà có tiền cả tỷ thì người ta mua xe lắm nói rồi. Còn mấy mình thấy mấy người mà làm ăn bình thường với các bạn ấy cũng mua xe chạy mình biết sao nữa. Biết sao mà người ta có tiền người ta mua mà giỏi. Ở Huế mình á các bạn. Một số người á các bạn kiểu như là đi vay tiền á, kiểu như đi vay người này rồi lấy tiền của người này trả tiền lời cho người kia. Cứ đập qua đập về rồi còn tiền dư ra là đi ăn, đi nhậu, đi mua xe hơi chạy. Mua đồ hiệu xài phải tới khi một thời gian rồi bác không có tiền nữa mà để mà trả tiền lời cho người ta thì bắt đầu người ta tới nhà người ta ấy, người ta đòi nợ, sau đó lẹn lẹn bỏ đi tỉnh khác một thời gian để mà trốn nợ. Ôi rồi tao nói đổ nợ ở đây luôn các bạn, đổ vài tỷ vài tỷ vài tỷ như vậy á. Mà bởi vậy mình nói đừng có tham mà thấy người ta nói để cho người ta vay là người ta trả tiền lời cao mấy, nhưng mình nghĩ mà cái người mà trả tiền lời cao mày vì á phải coi cái thứ người ta làm cái việc gì để mà cho vay cho con. Người ta làm mày muốn bạn nhỏ 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 ngồi chờ thôi mà cũng có cho vay mấy trăm triệu thì cái việc gì các bạn, với qua cái thứ học thức của người ta như thế nào, cái thứ người ta công việc người ta như thế nào, làm ăn có này nọ thế kia không, có tốt không. Mình thấy ở Huế trốn đi thời gian sau đó về lại là trơ mặt ra thôi, ai đòi thì đòi, ai chửi 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 vài bữa rồi bơ hết thôi các bạn, không không có đòi được thì thôi. Còn mình nghĩ thật sự những cái chuyện mà đòi nợ nó rất là cực, cho nên nó thôi coi như là cái số mình xui, cái số xui là chửi vài bữa rồi ai nữa thì lỡ luôn cho con. Nếu mà ví dụ vay nợ xã hội đen là nó con tới nó dò này dò kia ha, con mà kiểu như là hàng xóm láng giềng ba con bạn bè vay nợ lần nhau mà không trả thì chửi nhau vài bữa rồi thì thôi thôi có làm được gì nó không. Cho nên là có tiền lo mà giữ rồi đừng có mà tham tiền lời cao con. Mãi gửi mãi ngân hàng bên Việt Nam cũng sợ nữa. Mình thực sự nghe mấy cái câu chuyện mà nói trong trong đêm tiên bỗng chốc biến mất mấy mấy trăm triệu rồi cả tỷ đồng rồi rồi mấy tỷ mà ngân hàng không làm được gì. Bởi vậy ở bên Việt Nam mà giàu cũng khổ, không biết bỏ tiền vào đâu hết. Thôi video đến đây thôi nha mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành ha, bye.